Vâng ạ. Một lượt đã đạt được như thế này rồi, thế thì nếu mà có thêm phí nước và có cả thêm bánh lồng vào nữa thì chúng ta có thể tới được luôn rồi. Nhưng mà này không cúng quén được. Đó, thế nó quén, nó lươn quén. Ai nó cũng con lươn quén. Quén tính lắm lươn quén nào. Ừ. Hay là nó chỉ lươn quén. Cái này bọn đấu thầu bãi. Ừ. Đấy. Đấy. Nhật Tăng. Tăng ơi. Tăng xuống lại. Tăng ơi. Xuống lại đi. Dạ vâng. Ở đây thì có rất là nhiều bác thì đang có nhu cầu mua bên máy cày hoặc tìm hiểu máy cày thì cũng mời các bác là đăng ký với bên bộ phận kinh doanh của bên phía Hà Sơn để lái thử. Tại vì khi chúng ta nhìn thấy công suất cũng như hoạt động của máy rồi, chúng ta phải cẩn thận và lái thử thì chúng ta mới đánh giá chi tiết được cái máy này có được đáng được tiền bắt gạo để mua hay không. Và trong thời gian này các bác mua thì đang được tặng tạ đầu, ba quả tạ đầu trị giá 2.7 triệu. Bắt đầu này em lái thử đi, rất là đơn giản. Ông là lái ô tô rồi thì ông lái được.